Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đúng rồi em, chiến đẳng cấp nên là toàn có đẳng cấp người chơi chơi không anh em ạ. Tính năng thứ ba mà anh mang vào cho cái nhân vật Hazato thì nó là tính năng của nhân vật Antonio nhá mọi người nhá. Cố lên anh ơi, cái khó mới ló cái khôn. Hai đứa ở cạnh mình thôi xong rồi nha em ơi. Nhảy bên kia mà nhảy hướng súng này. Cái đậu xanh. Mày chạy với tao. Ui, nó chết Kla. Bình thường các bạn này thì S tính năng Kla rất nhiều nhá. S tính năng Kla rất nhiều nhá. Ok và đã xong. Hẳn là S tính năng Kla cả. Kẹo thì lại không S tính năng Kla, mà theo vào đó thì kẹo sẽ S tính năng của nhân vật đó là Antonio, đại ca băng đảng. Nên là anh em có thể thấy là đầu trận thì máu của kẹo nó lên tận là 225 máu cơ. Nhiều máu chưa anh em, như kiểu là hack máu vậy. Ui. Ui. Như kiểu là hack máu vậy anh em ạ. Ui. Đấy bây giờ thì vẫn còn là 200 máu này. Các bạn ơi làm gì mà căng vậy hả. Kẹo đổi luôn qua M4A1. Có lẽ chúng ta sẽ lên xe cái đã. Lên xe và chạy đi săn mạng thôi anh em. Các bạn là kẹo cũng đã có cho mình được mũ ba này. À vào đây vào đây. Tưởng là hết người rồi mới lên xe cơ. Chứ còn là còn người cứ chơi thôi. Ui. Cái đậu xanh. Chiến đẳng cấp nên là nó đông người quá. Kẹo bị áp săn kiểu là bánh mì kẹp thịt vậy. Còn máu cái đã. Anh em cứ cảm giác kiểu làm tôi căng thẳng đấy. Tôi sợ đấy anh em ạ. Thôi anh em ơi, tắt nhà đi còn tập trung chơi game chứ bật nhạc sao chơi game được hả anh em. Đấy. Nào tôi nhớ là đằng sau tôi có ngay một đứa mà. Chỗ nào vậy ta? Lút đồ nhanh cái đã anh em ạ. Đấy vào tạm nhà nào. Các bạn làm cho mình cảm giác sợ rồi đấy nhá. Kiểu tôi bị lúc nãy bị một thằng nào ngay ngoài sấy. Thôi kệ thôi kệ. Chạy qua thôi mọi người ơi. Ui ui. Ngay phía đầu thung lũng cũng có người nha. Đây tôi sẽ quay lại ngay. Nào. Úi dồi ôi em ơi là em ơi. Chúc anh có một cái buổi tối live vui vẻ ở đây. Ok cảm ơn em ạ. Ui ui đây rồi đây rồi. Đây rồi. Thanh niên nào đây? Thanh niên nào đây vậy? Ui. Thanh niên nào đây vậy? Ui. Thanh niên nào đây vậy? Ok lên bảng điểm số luôn. Chiến đẳng cấp nên là toàn là tay súng đẳng cấp thôi nha em ạ. Trụ lại tại top 3 của một trận đấu như này cũng khá là khó khăn đấy. Không dễ đâu nha em ơi. Đấu cái này nha em mất tới là 10 kim cương một trận cơ mà đấy. Và nó chỉ mở cửa vào từ 19 giờ đến 22 giờ tối thì phải. Chúng ta sẽ lên trên phía cổng trời nha các bạn. Different của kẹo nó full rồi nên là bây giờ không add được thêm bạn mới đâu. Chúng ta sẽ cùng đi kiếm người thôi nha em ơi. Wow. Đây rồi. Mày dựng thằng băng với anh à? Thằng này. Hay lắm em ơi. Ok. Nó định dựng thằng băng nó chơi mình cơ nhưng mà bị mình sấy cho SML thằng này. Mày định láo với anh à? Ui giời ơi. Láo nháo hổ báo với anh à? À mình đã có được luôn một khẩu súng đó là Goza anh em ạ. Đã ghê chưa anh em ơi? Quá đã rồi nhỉ. Và chúng ta lại lên chiếc Lamborghini này. Lấy xe chạy đi săn mạng. Anh nhuộm tóc đỏ đi. Ui em ơi anh sợ lắm rồi đấy. Đấy anh nhuộm tóc trắng thôi em ơi. Tóc đỏ thì đâu có đẹp đâu. Ui 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 ui. Lái xe hơi ngao tí anh em thông cảm. Đơn giản là kẹo lái xe theo cái version cục xúc. Tôi cảm giác là một cái trận chiến đẳng cấp này nó kiểu như là khá là căng thẳng đấy các bạn ơi. Căng thẳng thật sự. Nào. Ui ui. Ngoài này không có bạn ai cả. Em mới bị cấm chơi game vì học ngu như con bò. Hẳn là học ngu như con bò luôn em ạ. Em nói làm anh lại có cái cảm giác nó gắt quá cơ. Chết thật chết thật chết thật. Học ngu như con bò thì anh cảm giác là cạn lời với em rồi. Ai ví dụ là người mà học ngu như con bò thế thì cạn lời rồi em ơi. Mày chạy à?
Chết luôn tại chỗ luôn. Ok. Ham lút đồ cho lắm vào cơ. Ham lút đồ cho lắm vào cơ. Bây giờ xanh mộ cho em. À, mình sẽ lấy thêm kẹo ngầm bổ đích cái đã. Từ từ anh em, từ từ anh em ở đây. Bổ đích này trang bị vào luôn ô gia này. Đã ghi cho anh em một băng đạn tử liên nữa. Đó, lên xe. Và chúng ta sẽ cùng tiến đến UAV để đi săn mạng nhá. Đây, ở ngay phía trước mặt này thôi. Vâng, và anh em có thể thấy là kẻo đã có được 6 kim và còn lại là 21 người trên nữa. Ủa, đây rồi. Đây rồi, trên tròi hả? Trên tròi có một đứa anh em ơi. Wow, để coi. Xuống đây đi em ơi. Cô xuống không phải em ơi. Anh dựng tấm băng lên chặn chú nhá. Dựng tấm băng lên luôn anh em ạ. Gắt vậy. Làm gì mà gắt quá cơ vậy em. Đâu thằng nào ở phía xa vừa bắn tôi để coi nào. Ui, nó chạy lên trên à. Chạy lên trên cả. Ui, qua đây, qua đây. Qua đây. Chạy lên trên cả, qua đây, qua đây. Có giỏi qua đây bạn ơi. Có giỏi qua đây bạn ơi. Có giỏi thì qua đây. Ui. Có giỏi thì qua đây. Nó đang ở ngay ngoài anh em ạ, thằng kia. Nó gài mìn nữa cả. Gắt thế. Nó lại gắt thế nhỉ anh em ơi. Gắt thế nhỉ anh em ơi. Ok, xanh mộ. Thế là kẹo đã có được mạng thứ 8 này. Thằng này nó lấy xe chạy và xanh mộ rồi anh em ạ. Thế còn cái thằng mà nó vừa sấy thằng kia đâu? Chỗ nào vậy mọi người? Wow. Nó gài mình ngay phía dưới kìa. Hay lắm em ạ. Chả nhẽ anh lại sợ chú cả. Mình sẽ nhảy xuống và lấy xe đi thôi nha em. Tôi thấy mình rồi nên tôi nhảy xuống lấy xe chạy. Đấy. Nó phải như vậy nha em ạ. Wow. Dưới này có người à? Không phải, không phải. Chỗ nào đấy nhỉ anh em? Gốc cây, gốc cây. Gốc cây nha mày, gốc cây nha mày. Ui, gốc cây nha mày. Nào để coi. Ui. Ui. Mày định làm gì anh vậy? Đã xong nhá. 9 kill rồi anh em ơi. Anh em thấy căng chưa? Nào, quay lại xe và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi săn mạng mà thôi. Ui, trước hết là rời khỏi cái vùng UAV kia đã. Ui ui anh em ơi. Chạy lên phía trên nào. Chạy nhanh để ra khỏi được cái vùng UAV. Đấy. Vâng, như vậy là mình đang có mặt ở khu vực đó là khu dân cư. Hiện tại đang có 16 mắt xem. Sao anh lại giết em? Úi dồi ôi em ơi, anh đâu biết là em đâu. Lên trên này cái con nào nha em ơi, 14 người trên nữa. Ui. À, thằng nào lái con xe Montechak kia vậy, đuổi theo luôn em ơi. Mày chạy Montechak hả em? À, thằng này được. Ui, thằng nào đi bộ nữa kìa. Thằng đi bộ xanh mộ rồi. Ui, tai nạn xe nó đai rồi nha em ạ. Thằng đi bộ đai rồi. Còn lại thằng chạy trước xe Montechak này nữa mà thôi. Ui. Chạy đâu con Montechak kia. Ui. Chắc là mình sẽ xem mình chặn đầu nó luôn anh em ạ. Chặn đầu xe nó. Ui 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 ui. Ui 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 ui. Ui 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 ui. Gì vậy? À, thằng này. Ui. Lạng lách đánh võng kinh thế nhỉ em. Mày lại lạng lách đánh võng giỏi quá rồi đấy. Ui. Thôi sao mình lách không bằng nó anh em ạ. Mình lách gà mà. Phi xe thẳng xuống nào. Hello, từ kia đứng lại. Từ kia đứng lại. Ui. Nó chưa chịu dừng lại anh em ạ. Mày có dừng lại không? Ui. Đua xe như kiểu Fast or Furious anh em ạ. Ui ui. Cái đậu xanh. Trên bánh xe nó. Ui. Trên bánh xe nó. Ui.
nổ luôn xe mình anh em ơi. Thực kia, xuống xe. Anh bảo xuống xe cơ mà, anh bảo xuống xe cơ mà, anh bảo xuống xe cơ mà. Anh bảo xuống xe cơ mà. Mày hay lắm, được thôi. Bảo xuống xe không xuống à. Ui, ngoài kia còn có một đứa nữa. Gắt thế anh em. Gắt thế anh em. Như này nó lại gắt quá rồi đây anh em ạ. Ok ok đây. Mày chạy đâu Hải ơi? Ui. Mày chạy đâu Hải ơi? Chết vì lựu đạn nhé em. Úi giời ơi thiên nhiên. Quá căng thẳng phải không các bạn? Kẹo là cũng thấy là nó căng thẳng. Gắt thật anh em, không đùa. Cái này gắt thật nhá, không đùa anh em nhá. Ui. Dính ngay cả vùng đen gờ nữa. Căng 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 các bạn ạ. Kẻ đã có được 10 kill rồi, kill thứ 10 rồi các bạn ơi. Check kỹ đồ nếu như mà nó có giảm thanh thì tốt. Thằng này, ôi thằng này một đống bom keo này. Giảm thanh có không nào? Không có, không có anh em ơi, check lại đồ thằng này. Đồ thằng này cũng không có giảm thanh. Ui. Có giảm thanh mới dễ tốt một các bạn ơi. Cái vật thể lạ có trong chế độ này không anh? Có em ơi, nhưng mà nó lại không dùng được cơ. Nghe nói là anh em có chế độ bật nhảy cơ mà tôi tìm cái vật thể lạ nhưng mà không dùng bật nhảy được anh em ạ. Chịu luôn, chịu luôn. Lên trên cái con nào. Chín thằng nữa. Ê, thật sự là căng thẳng quá cơ các bạn ạ. Cố gắng trụ lại ở top 3 để lấy thử cái mảnh đổi súng con nào anh em. Xem là bao nhiêu mảnh chúng ta sẽ đổi được súng nhá. Đấy. Nó cứ phải là như vậy. Rõ ràng anh em ạ. Cố gắng trụ lại ở top 3 cũng được. Không cần nhất thiết phải top 1 đâu. Không có một ai. Wow. Hẳn là không có một ai luôn đấy. Cái đậu xanh. Ui một đứa đã bị hạ này. Còn lại 9 đứa này. À đâu. Còn lại tất cả là 8 đứa nữa. Căng căng căng, tôi sẽ lên trên cái rear bar phía trên. Phía trên sẽ có đông người đấy. Anh em ạ. Chúng ta lên hẳn rear bar phía trên luôn. Anh hiện tại thì chưa có huy hiệu đẳng cấp nào mời. Ui. Hexox bằng MP40 luôn, ghê. Ghê à nha. Wow. Anh em có thể thấy là 30 giây nữa, 20 giây nữa này thì bom mới thu lại cơ. Nên là chúng ta hãy cứ lận lờ cái đã. Quan trọng là kiếm thêm mạ thôi mà. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ơi. Ui. Thằng này. Chạy đâu Hải ơi. Mày chạy đâu Hải ơi. Ui. Team up à. Ui team up à. À. Định team up với anh hả. Em ơi đang kiếm huy hiệu. Anh không chơi team up đâu nhé. Sorry nha. Bắn không lại nên là chơi team up hả. Sorry bạn nha. Coi phía này coi. Có 11 kill rồi anh em ơi. Wow. Thì coi nào. Cái này anh em thấy sao nhỉ? Kẹo chưa thấy người đâu đấy. Ồ. Giảm thanh ở chế độ này kiếm hơi khó các bạn ạ. 250 mảnh đổi được một skin súng vĩnh viễn anh ạ. Ui. Thế trong một trận top 1 nhận được bao nhiêu mảnh hả em ơi? Đấy anh cố gắng sống dai nhất có thể coi nào. Ui ui. Ngoài này không thấy một ai cả nha mày, khá là vắng đấy. Không có ai đâu. Thoải mái mà chạy bo thôi. 6 người trên nữa. Gắt à nha các bạn. Mình sẽ chạy qua bên này coi. Ui. Bên này liệu rằng có ai không nhỉ? Không thấy ai cả đâu đấy. Phía dưới có thính này. Ui. Hầu như là chơi trong chế độ này các ông ấy trốn hết cả rồi anh em ạ. Địch nó lại trốn đâu hết cả rồi, tôi lại chẳng thấy ai đâu. Liều ăn nhiều các bạn đã chạy qua thính và kiếm lấy nòng giảm thanh. Đây đấy. Ok đã có giảm thanh tuyệt vời nha em ơi. Có giảm thanh thì ngon rồi nha em ạ.
Đấy, Leo nhiều. Lượm được thính 219 và có giảm thanh luôn. Mấy cái bụi cây này trông sợ vãi chưởng. Tưởng là chúng nó biến hóa cơ. Ui, kẻ đang ở vị trí top 6 rồi nha mọi người. Sắp top 1 rồi nha em ơi. Kìa kìa. What the hell. Ok, 12 kill. Kẹo sẽ xuống dưới cái đã. Bo nó sẽ thu ở dưới mà anh em. Xuống dưới cái đã, đấy. Chơi game cẩn thận anh em ạ. À, căn nhà này cũng có người thì phải. Kẹo nghĩ là có người đấy. Một cái đậu xanh, một cái đậu xanh. Ngay trên đồi có một đứa anh em ạ. Mình lên trên tầng cái đá. Ui phóng lựu cả. Phóng lựu cả gắt vậy. Ui thằng nào cái mạng của mình rồi. Đã bị cái mạng cay thế nhỉ anh em. Trời thế còn bị cái mạng. Wow. Ui ui ui. Ở phía trên có hai đứa, tại sao chúng nó không sánh nhau nhỉ? What the hell? Mấy ông không sánh nhau hả? Tôi 4 doanh em ơi, tôi 4 doanh em ơi, tôi 4 doanh em ơi. Cố gắng sống dai để lấy vị trí top 3 nào. Top 3 là nhận được thưởng rồi các bạn ơi. Ui để coi, ui. Một thằng ở cạnh mình, gắt vậy. Thằng ở cạnh mình luôn, ui, gắt vậy. Ok, đã xong. Ui. Trời ơi, anh em ơi, đáng tiếc chưa? Như vậy là kẹo chỉ có thể là sống trụ lại ở top 2. Đó. Ui. Top 2 chỉ nhận được huy hiệu đẳng cấp, đó là 15 huy hiệu. Trời ơi, anh em ơi, 13 kill top 2 nhận được có 15 huy hiệu. Như này kiểu kiếm huy hiệu đổi súng hơi bị khó anh em ạ. Khá khó đấy. Mình sẽ vào xem là cái mục quy đổi đâu. Tủ đồ. Coi như là vậy đây. Huy chương đẳng cấp thì người chơi có thể là dùng huy chương đẳng cấp để tham gia chiến đẳng cấp, hoặc sử dụng để đổi vật phẩm độc quyền trong mục quy đổi ở shop à. Nào để coi. Anh em ạ. Đây đây. Tôi xem nào. À, anh em có thể là đổi được skin súng ngày này. Ui, 15 huy hiệu đẳng cấp là đổi được một vé quay kim cương luôn, ghê à nha anh em. Chà chà, ngon. Ngon anh em ạ. Anh em xem là kẹo sẽ đổi huy hiệu. À đâu, đổi skin súng ngày các bạn ơi. Ui, M4A1 lam sư điểu này, M4A1 kim sư điểu này. Đây sẽ là M4A1 hồng sư điểu. Và đây M4A1 tử sư điểu. Ở đây nó có rất là nhiều luôn. Đấy anh em ạ. Ngoài ra thì anh em là có thể là đổi được một đá quý chỉ với giá là 200 cái huy hiệu này anh em ơi, huy hiệu đẳng cấp. Ngoài ra có cả thẻ tặng phòng nữa thì với 150 huy hiệu đẳng cấp này. Đấy, vé quay kim cương cực rẻ, có 10 huy hiệu đẳng cấp thì đổi được một vé quay kim cương luôn anh em, thấy đã chưa? Ngoài ra nó sẽ có rất là nhiều vật phẩm, đó là thẻ dùng máy quét này, thẻ dùng rửa trại này, thẻ dùng gọi thính này, thẻ dùng bản đồ kho báu và có cả thẻ dùng huy hiệu thợ săn nữa. Đã anh em ạ. Tôi sẽ đổi lấy skin súng đồ ngày nào đây anh em ơi. Đổi lấy một cái nào mà mình cảm giác là mình hay chơi mà nó đẹp đẽ. Lam sư điểu, kim sư điểu, hồng sư điểu hay là tử sư điểu anh em ơi. Đổi cái nào, cái xanh nhá. M451 lam sư điểu. Ok, đổi luôn. Trang bị nhanh luôn anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video.